Em chào các bác. Đây là một cái cây semi hồng mờ Thuận Châu Sơn La. Cây nhìn chung là cây Thuận Châu, nó có cây những cái đặc điểm khá là hay các bác. Cuốn hoa rất là tròn này các bác. Đây là những bông cuối cùng rồi. Đây các bác nhìn bông đầu tiên này. À, những bông đầu tiên giữ form rất là đẹp luôn. Và đây, bông trên cùng là bông đầu tiên. Năm nay là do nó bị thui chứ còn thì nó giữ form rất đẹp quá. Nó thui nên là cả cần trông nó không đẹp. Nếu nhìn form bông nó giữ bông như này đây các bác này. Cánh nó không bị ba tiêu ba toác à, cánh nó phẳng cánh và môi hoa nó màu hồng, phẳng cánh môi hoa hồng các bạn, rất là tròn rất đẹp, trắng muốt. Cái này thì nó cũng là còn rất là yếu các bạn, nó chưa được to, nó có mấy lá mà 2, 4, 5, 6, 7 lá bên các bạn. Nhưng mà đây là dù sao nó là một bông khá là hay, khá là đẹp, các bác xem tham khảo thêm các bác nhé, về một cây semi hồng mờ Thuận Châu Sơn La. Cái này thì em gọi là cây semi Thuận Châu thôi. Gọi là cây semi Thuận Châu tại vì là đây các bác nhìn này. Môi hoa nó tím luôn như thế này, hồng như thế này thì nó không thể là trắng rồi, đúng không ạ? Hồng đậm rồi. Còn khi mà nó nở ra nếu mình nhìn ngang này thì mình nhìn hơi khó. Cái này nhìn hơi khó tại đường môi hoa nó lại đây mình nhìn dưới lên thì mới dễ hơn. Nhưng bông này thì nó cũng là giữ form rất đẹp. Nói chung hàng Sơn La thì em vẫn đánh giá rất là cao về cái tỷ lệ ra khuôn bông đẹp các bạn, cái semi hay là va đều có những tỷ lệ khuôn bông đẹp rất là cao. Các bạn nhìn cánh nó tròn giữ khuôn đến tận lúc này rồi, giữ form, cánh nó không bị ba tiêu, nó vách các bác. Các bạn nhìn cánh nó phẳng cánh luôn, bông hoa tròn trắng rất là đẹp, hàng semi Thuận Châu Sơn La các bạn, quá đẹp. Thì thực ra thì vùng miền nào nó cũng có cái hay thôi, nhưng mà em thấy là một số cây Sơn La em mua thì nó khá là đẹp quá, thế là mình thích. Thế cái chỗ đấy được hay được cái đẹp chắc là do ngày xưa là nó sổ ra, nó dạng như kiểu là một cái bông xong nó ra là nó hạt nó bay lung tung các bác. Thế có khi mình dính được mấy cây, mình sưu tầm được mấy cây, người ta đi tìm khai thác về, thế là sổ ra là một bông hoa đẹp từ trong khu vực đó. Thì em nghĩ cũng có thể là do là ngày xưa là nó là một quả nó bay ra thì nó tứ lung tung, thì có người được cái nọ người được cái kia thì mình sưu may mắn mình sưu tầm được những bông lạ lạ, mình chơi nó khá là hay các bạn. Thì cái cây semi Thuận Châu này nó cũng là một cây khá là hay. Cái này thì hiện tại nó chưa có cây con. Năm nay đại loại là phải 2 năm nữa thì may ra mới có cây con để chia sẻ các bạn. Nhưng mà dù sao thì nó là một cây rất đẹp, rất là vui khi nó nở lại các bạn, rất vui, quá đẹp. Mời các bác cùng ngắm nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Có các bác có thông tin cần thêm thông tin tư vấn thì nhắn cho em, trồng chăm sóc cây hoặc là mua bán cây thì nhắn cho em các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.